cái bánh phần bánh còn bò đâu. Ví dụ như bắt cắt tầm 2 xẻ tay là vừa này. Đó, 2 xẻ tay là vừa, xong rồi vòng qua đây. Lấy cái dây vòng qua đây này, vòng thành cái lỗ này đi này. Đó, thành cái lỗ này xong vào đây tầm cỡ 40 phần là vừa. Nó tùy theo con mỏ, con to nhỏ. Con cái mồm con bê nó to nhỏ nhỏ các bác. Rồi các bác khắc lại. Đây, các bác khắc vòng cái thơm đi này. Đây. Đó, ví dụ như con me nhỏ thì các bác cho cái vòng này nhỏ, con me to thì các bác cho cái vòng này to. Rồi, đó rồi, thì rồi. Cái bê này là cái vòng này là vừa. Rồi. Xong bắt đầu ta lằn cái dây này qua. Đây. Ta lằn cái dây này qua. Đó, là thành cái bánh con me rồi. Thấy không? Chúng ta bỏ cái ta vứt vô cái cổ con me, ta rút lại cái từ ta lăn cái đầu thì ta kéo lại. Rồi. Đó là được. Đó, đơn giản là nhiều người ta không biết bắt bánh cái kiểu này rồi. Thế bà nó thế mà là người ta làm quen người ta làm cho mình biết thì chỗ đây. Đó, đơn giản là được. Đúng rồi đấy. Đây trồng hết cả bên này cũng vậy. Thế là bây giờ cho bò vào đâu? Chuồng này. Bắt tay bác hai cái. Anh. Bác. Ở đâu? Đây cô coi chuồng cái nào. Cô nhìn chuồng nó cứ hướng sang sang tới phía trường. Làm một dãy được mà. Mình dãy luôn bên đây cũng được, làm một dãy tới đi cũng được. Xong rồi bên đây này, bên đây bên thả bê cái đường này. Thả bê hơi kẹt. Nó hơi kẹt thì mình thả rồng thôi, không nhốt. Mình có thể làm một khung từ đây lên này. Vâng. Mình có thể là ví dụ bỏ cái bờ này mình hàn thịt vào được. Vì con bò con nó sẽ dán cái đường, nó chỉ rác qua chỉ đợi đến đây. Thì vẫn qua làm được cái bán ở đây. Đây là con bò con chỉ đến đây thôi. Vâng, tức là bê này thì không cần thiết, bê như bê này thì ví dụ như sau này bác nuôi, ví dụ cái lứa bê bác sắp xuất đi rồi á, ví dụ như tầm 2 tháng là bác xuất đi, thì bác mua vào hoặc là bác ví dụ như áp Tết là bác xuất bò thịt đi đúng không? Rồi. Thì tầm cả tháng 10 bác vào về giống, tháng 10 bác vào về giống thì bác vứt bỏ sang đây cứ để cho nó ăn tự do giống như ở nhà. Đấy. Kệ nó thôi, chừng nào nó tầm cỡ 2 tạ rưỡi 3 tạ ok là bắt đầu mình cho sang khu. Bắt bán cả thịt thì cho nó sạch quay mà cũng còn thiếu nuôi người ấy. Mình chỉ hơi hẹp, bên đây hơi hẹp. Đừng sau đây là cái ao thôi. Ao rồi. Đây thì cũng hơi hẹp một tí. Đây thì mình có thể nuôi bên được tốt. Thoải mái, sau rồi bác làm, ví dụ như bác làm mát rồi mình đi ở giữa hơi hẹp thôi. Hơi hẹp thôi, chúng bác có thể nuôi được mà. Có thể nuôi được bên đây một nhảy qua được nữa. Vẫn nuôi được. Vẫn nuôi được một nhảy qua được nữa. Ví dụ như là hàng nhỏ mới về chẳng hạn, thế như tầm này mình cho vào đây. Vâng, đúng đến rồi. Đến lúc nó là 4 tạ, vẫn cho vào võ thì cho sang đây. Đúng rồi, mình đảo đi. Vâng. Làm như thế thì nó vẫn tận dụng được. Vâng, mà nó vẫn hài hòa. Bên nó được tí này. Bên đây thì nói chung là rất là vừa. Ví dụ như sau cái nơi chặt thì sau đi được sau nó cũng hơi vất đấy. Đúng rồi. Thì sau bốn phần. Thôi, cái đấy thì khắc phục thôi. Bản giờ thì bây giờ cái diện tích nó cũng mới nha. Đó, có người nào đó chứ, có người ngoài đó đúng không? Có người ngoài đó không? Hai người đứng đón ngoài đó chứ. Rồi, cứ từ từ. Cứ từ từ cho nó ra. Đó, ở vậy thôi mà. Thế sao nó khác theo nhau? Cậu ấy vào lấy con dao mới lấy cái dây cái này sao bảo ông ấy buộc. Đúng rồi. Ôi tôi đã báo rồi, tôi báo đâu. Đây là bắt không cần vào xem, bắt không cần niềm tin thì còn gì nữa. Lấy dây. Đây rồi, đang lấy rồi. Đây, đây là cơm cổ của tôi. Anh em tôi đem. Đây này buộc cái nó. Đây kia đâu bỏ lắm. Ở trên xe cũng có, nhưng mà em thấy bác mua rồi là chu đáo.
đôi khi có nhà người ta không biết đó, anh em cần đấy thôi. Đây là một bánh này như này. Tầm hai sải tay là được rồi. Hai sải tay là vừa. Không, dài đi buộc xong có hao cũng là vẫn thoải mái. Nó vừa thôi, cũng không cần. Không biết bánh còn bò đâu. Ví dụ như bắt cắt tầm hai sải tay là vừa này. Đó, hai sải tay là vừa, xong rồi vòng qua đây. Lấy cái dây vòng qua đây này, vòng thành cái lỗ này đi này. Đó, thành cái lỗ này xong vào đây tầm cỡ 40 phân là vừa. Đó, tùy theo con mỏ, con to nhỏ, con cái mồm con bê nó to hay nó nhỏ, nó bắt rồi nó bắt khác lại. Đây, nó bắt khác vòng cái cơm đi này. Đây, đó ví dụ như con me nhỏ thì các bác cho cái vòng này nhỏ, và con me to thì các bác cho cái vòng này to. Rồi, đó rồi, thì rồi. Cái bê này là cái vòng này là vừa. Rồi. Xong bắt đầu ta lòng cái dây này qua. Đây. Ta lòng cái dây này qua. Đó, là thành cái bánh con me rồi, thấy không? Chúng ta bỏ, ta vứt vô cái cổ con me, ta rút lại cái từ ta lăn cái đầu thì ta kéo lại rồi. Đó là được. Đó, đơn giản là nhiều người ta không biết bắt bánh cái kiểu này rồi. Bà con thế bảo là thế, bảo là bà người ta làm quen, người ta làm cho mình biết thì chỗ đây. Đây, chúng ta bắt bánh cho này. Trứng ở đây, trứng ở đây. Ôi, trà vô cho chuồng luôn hả? Chuồng bắt làm đẹp. Chặt. Chặt lên. Sắp xong rồi đó, con cứ ra xá. Đây bác. À đây, tướng bộ cho bạn. Đây, con đi là mua bông ở nhà đây. Cần 200.000 đồng thì nó tốt chắc đấy. Nhà cần đó đây. Đúng rồi, nó có cây gì mà mẹ nó đi thôi mà, đúng không? Cái gì tức là cái gì? Ít nữa. Đúng chất của mẹ đấy. Nói chung là cái số quả này hôm nay được chê luôn nào, đúng không? Đây, chào các bác nha. Đó, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Kênh Khởi Nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Đó, thưa các bác, sau hơn 6 tiếng chạy xe, thì chú Thơm đã giao cái lô 3B đực này thành công ra cho bác trai ở ngoài Bắc Giang này các bác này. Đây, được chưa? Để chú đẩy vô, bác lôi chú đẩy sát vô. Đó, lôi cổ chuẩn chắc lại bác, cổ chuẩn sát lại một tí nữa, sát một tí nữa, đúng rồi. Không yên tâm chỗ đó nó có nước ấy, yên tâm đi. Ví thứ nhất, thứ hai nữa là chỗ đây nó bê, mình đang tách sữa mẹ đó bác, mới tách sữa mẹ ra nên nó đang còn vùng dây đó, nên vài hôm cái nó quen là nữ, ý là nó đang kéo dây, nó đang giằng dây. Đó thì hôm nay đang nói dở các bác, hôm nay chú Thơm vận chuyển cái lô bò 3B được gồm 7 con này ra cho bác trai ở ngoài Bắc Giang này. Ở đâu, ở đây là ở đâu bác nhờ? Yên Lư, Bắc Giang.
Yên Lư Bắc Giang đúng không? Đó thì Yên Lư Yên Dũng Bắc Giang. Đó thì cháu cũng chuyển ra đây nhiều lắm rồi đó. Chú cũng chuyển bò ra đây Bắc Giang nhiều lắm rồi đó. Đó thì bên đây các bác, ở đây là có tổng cộng là 7 con nha bà con. Đây, tổng cộng là 7 con nhé. Đây, hàng này. Đây, review cho bà con nông dân xem này. Đó thì chuồng bác cũng mới làm luôn các bác ạ. Chuồng mới làm tinh luôn. Làm là đẹp các bác, làm đẹp và chắc chắn. Làm xét về tổng thể là ok, chắc chắn. Đó, vừa khéo, đằng sau đây vừa khéo. Thì bác cũng là fan theo dõi kênh khởi nghiệp của chú Thơm. Bác ơi, bác theo dõi kênh lâu chưa nhỉ? Dạ, bác chào bà con xem. Đó thì hôm nay thì chú em chở cái lô bò 3B được 7 con này cho ra cho bác rồi. Thì anh em thì anh em mua bán với nhau bằng lòng tin đúng không? Đúng. Trên điện thoại bằng lòng tin thôi. Thì ra đến nơi thôi, giao bò cho bác xong xuôi rồi. Thì bác nhận xét cho cái lô bò chú Thơm bán cho bác. Thì thứ nhất về cái lề lối thì bác nhận xét xem sao. Nói chung về hình thức, về chất lượng thì đã ok rồi. Vâng. Về quan sát của bác và theo như mình hiểu biết là tương đối ok rồi. Vâng, đó, còn giá cả thì... Mong là vợ chồng cô chú là sau có mua nữa, còn sau này chúng tôi còn mua thêm thì tôi vậy thì cứ coi thế là giúp đỡ gia đình là được con giống nó đẹp tốt để chúng tôi phát triển. Rồi, đúng, cảm ơn bác. Thì mục đích chú Thơm cũng đi làm là vậy. Muốn bán cho bác một lần rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Đó, chứ không phải là bán một lần rồi thôi. Và các bác cũng yên tâm đó. Bò me thì bò đến đâu chú Thơm đi đến đó, chứ không phải là bò đi một nơi, hàng đi một nơi, người đi một nẻo là không nữa rồi đổ bò đó, đổ bò nhận xét. Đó thì các bác theo dõi kênh khởi nghiệp thì các bác cũng biết, tức là cái đặc tính của chú Thơm đó, em đi làm đồng ý là mình bán là bán bò ở trên mạng thôi, nhưng mà các bác mua các bác phải nhìn bằng mắt chừng đó, chứ không thể mà thế này thế nọ ở trên video một đường, ở dưới một nẻo được. Đó thì bây giờ chú Thơm cũng có cái cân đấy các bác, chú Thơm cũng nhắc lại em là em bán bò, nhưng chú Thơm có cái cân lợi thế là vậy. Nếu các bác muốn khảo cân qua thì chú Thơm sẵn sàng cho các bác tham khảo cái số cân của nó có chính xác hay không. Đó, và cái lô bò này giá cả thì rất hợp lý rồi bà con ạ. Đó các bác, đây xô đàn nha, 7 con nha các bác, con to bù con nhỏ nha, sàn sàn như nhau nha các bác. Đó, lô này chú Thơm chuyển ra cho bác, ra đến đây là lô bò này chú Thơm bán là bằng 20 triệu này các bác này, 20 triệu. Đó, chưa tính tiền cước xe, đúng không bác? Đó, thì xong xuôi. Đó, bà con tự nhận xét nha các bác, me biểu cân trên 200 nha bà con. Đó, trên 200 hết nha. Đó, và các bác cũng lưu ý là tiền nào phải nấy. Đây, review cho các bác xem. Đây, bà bề các bác này. Đó, cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó thì nói chung là em cũng cảm ơn nhá. Cảm ơn gia đình bác ở ngoài đây. Đó, đã tin tưởng ủng hộ kênh khởi nghiệp trong suốt thời gian qua. Đó, cảm ơn gia đình bác rất nhiều. Đó thì bây giờ mới có cơ hội để cung ứng bò giống cho các bác. Đó thì chuyến này là chuyến đầu tiên gồm có 7 con. Thì chú Thơm cũng chúc bác chăn nuôi cái lứa 3B chú Thơm cung ứng này ham ăn chóng lớn. Đó, cuối năm nay hoặc đầu sang năm là bác có thể xuất được rồi. Biểu cân nó rớt vào tầm 5 tạ 5 tạ rưỡi, ok nếu mà mình xuất sớm, tại vì từ giờ Tết năm đi năm nhuần, nếu mà vậy thì bác nuôi đến Tết đang còn 10 tháng nữa, chỉ có khả năng là đến Tết bác cũng có thể bán được nếu mà chăn nuôi tốt đó, như chú Thơm kỳ vọng hoặc là anh em người ta chăn nuôi. Còn không thì bác cứ tính tầm tháng giêng hoặc tháng 2 sang năm là mình bán là vừa cái lô bò này nhá, chứ còn qua nữa là hơi chậm đó. Đó, cảm ơn gia đình bác rất nhiều nha. À đúng rồi. Chính xác, chú Thơm cũng muốn như vậy đó. Đúng đúng chính xác. Đó. Rồi. Ok các bác nha, rõ ràng nha. Người. Dạ vâng. Đó, người thật việc thật nha bà con. Người thật việc thật nha. Buôn bán rõ ràng nha. Đó, xong xuôi. Đó thì chú Thơm cũng xin dừng clip tại đây nha các bác, để tranh thủ về để đi bắt hàng để cung ứng đến cho bà con nữa. Đó, bà con nông dân bác nào có nhu cầu mua bán thì nhớ đăng ký kênh, hoặc là các bác yêu mến kênh khởi nghiệp làm ăn thiết thực thì các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh khởi nghiệp nha bà con. Đó. Rồi. Chào các bác. Chào toàn thể bà con.